Các bạn đang có trong tay một chiếc XB31 mà bị tình trạng là loa rè khi bật âm lượng to nhé. Như các bạn vừa vừa xem video ấy thì sẽ thấy cái loa này đang có tình trạng là bật lên tiếng rất là rè đúng không? Rè phần bát. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một cái clip là sửa cái loa này. Đấy, tháo ra xem nội thất và tiến hành sửa cái dòng XB31 bị lỗi rè. Ở trong các dòng loa hiện tại thì có cái dòng XB31 này phải nói là được đấy, màu mè hoa lá cành nhiều. Nhìn thích các bạn ạ, bật đèn nhá. Dòng này thì ở trong nó sẽ trang bị cho các bạn là hai bát thụ động và một hai loa vệ tinh, hai loa trung tâm, hai loa toàn giải đúng hơn cho dễ hiểu. Đấy, logo Soly đằng trước, đèn sáng nhấp nháy lắm. Nút bật tắt là phím cứng. Đấy, các bạn nghe tiếng loa bịch 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 đúng không? Các bạn muốn sửa thì đầu tiên các bạn sẽ phải tháo cho mình cái mặt này ra nhá, mặt táp lô nhá, mặt này sẽ lạy cái này ra này. Lạy thật khéo thôi bởi vì cái này hầu như là lạy nó hay bị gãy lắm. À ông này cũng lạy ra rồi. Mày quá gãy cũng lạy trước rồi. Đây, ở nhà trông mới tự lạy ra rồi. Bình thường lạy này chặt lắm bạn ạ. Đây là ở nhà chắc lạy 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 ra trước rồi. Chiếc này như đang bị rách cái màng, rách gân loa đây các bạn. À đây đúng rồi, chuẩn rồi đây. À, bị rách gân gân loa nhá. Nhìn thấy gân rách vào đây. Rách gân. Chiếc này hình như là làm lại gân rồi hay sao ấy. Theo như mình nhìn thì khả năng là chiếc này làm lại gân rồi. Đây rách rách gân nhá, nhìn thấy bên này rách này. Ông này đánh cũng dạng hang phết mới rách rách gân gân loa bạn ạ. Gân này ít khi rách lắm nhá. Bền cực kỳ luôn. Đấy. Rách và sau đó là hở bát nó bụp 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 ở đây này. Khả năng là do hở rách gân bên này nên bị hở bát. Bây giờ sẽ lấy cái keo để dán lại cái phần gân này xem có xử lý được hết không ạ.